chăm sóc da với làn da thiên khô của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ có các sản phẩm xịt nước dạng xịt giúp cho làn da của mình được bảo vệ tốt trước ánh sáng xanh và bụi mịn nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là Vitality Shot, là một loại serum chứa rất là nhiều vitamin C nè, Manze Chloro, đặc biệt là vitamin C của sản phẩm này á, là một loại tiềm C, MAB, cho nên là rất thích hợp cho những bạn mà có một cái nền da mà có mụn nè, hoặc là thiên dầu. Đồng thời cái Vitality Shot á, mình rất là thích ở cái điểm là nó sẽ chứa rất là nhiều cái sắc tố phản ánh sáng là high technology. Khi mà thoa lên nó sẽ có hiệu ứng là bilirubin, giúp cho da của mình được bảo vệ tốt. Nó sẽ có sự khác biệt rõ rệt trước và sau khi thoa. Một cái nền da không thoa thì nó sẽ sẫm màu hơn, còn khi thoa rồi thì nó sẽ sáng và căng hơn. Cho nên đây cũng là một cái combo rất là thích hợp cho những bạn mà đang có một cái nền da bị thâm hoặc là bị sẫm màu, đang trong quá trình điều trị thâm sau mụn. Và tiếp đến là một cái sản phẩm kem dưỡng, đó chính là Sutim Rim, là một loại kem dành cho cả làn da yếu và da mẫn cảm, ngay cả làn da sau khi tiêm meso hoặc là roller có dấu hiệu đỏ. Sản phẩm chứa rất là nhiều cái chất chống oxy hóa như là C và E, đặc biệt là có nhũ hương và có cam thảo là nổi tiếng trong cái việc mà kháng viêm. Và đó sẽ là một cái combo chăm sóc dưỡng da cho làn da đang bị sẫm màu hoặc là bị thâm, hoặc là da có một cái nền da là hỗn hợp thiên khô như là mình. Và cuối cùng là đừng quên chống nắng, và chúng ta sẽ có thêm một cái lớp khẩu trang y tế và khẩu trang vải trước khi mà chúng ta bắt đầu đi chơi trong dịp cuối tuần này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Bye bye.